ra màu da này mặc lên cảm giác là nhìn trẻ trung á, và cái tông màu nhìn rất là ngọt ngào, nhã nhặn nữa các chị. Và màu này mặc lên cũng rất là sáng da ha. Phần họa tiết của mình sẽ là tông màu kem nâu như thế này. Phần trên vai là họa tiết ren giùm em nha các chị. Và chất liệu mềm mịn nhưng mà có cái độ co giãn tốt nè, dày dặn và đứng form. Với những cái mẫu đầm mà body suit thì chất liệu dày dặn nó sẽ rất là đẹp các chị ơi. Mặc lên form chuẩn và tôn dáng nữa các chị. Và đặc biệt nữa là mẫu này á, bên em sẽ may cái phần eo á, là em sẽ không có làm rã eo ha. Phần hông thì bên em sẽ may đánh hông nhẹ ra, ăn gian vòng 3. Những chị nào vòng 3 khiêm tốn mặc lên nhìn sẽ rất là đầy đặn. Chị nào mình có khuyết điểm bụng mình mặc không sợ là lộ bụng nhiều nha. Cái này em mặc size hơi lớn nên là nó hơi rộng một tí. Chị nào mình tròn mình đầy đặn á, mặc chuẩn size của mình thì cái form đầm sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Mã 328 thì em sẽ có 5 gam màu da nè, đen nè các chị, đỏ đô, màu tím Huế và tông màu xanh đen. Tất cả các màu thì em đều có đủ size từ 45 tới 76 kg mà mình mặc vừa. Các chị đặt hàng thì mình cho em số điện thoại nha, kèm mã là 328, bên em sẽ gọi điện tư vấn kỹ hơn cho mình, hoặc là mình để lại cho em chiều cao cân nặng kèm số đo, bên em tư vấn size chuẩn cho mình các chị nha.